của em thì cũng là một người rất là hòa đồng. Trong khi mà chơi với bạn bè thì mọi người hay nói em hơi chợ. Hơi chợ. Hồi đó giờ có yêu ai chưa? Đã rồi ạ. Một người là sâu đậm, còn một người là sâu đậm, còn rải rác là chưa tính. Còn rải rác là chưa tính. Xin mời quý vị chào đón bốn chàng trai. Mình tên là Dương Hào. Mình tên là Khiêm. Mình tên là Ngọc Khánh. Thì mình tên là Lê Phạm Thế Vũ. Quan điểm và tình yêu của mình là: một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ, hai ta từ đi qua. Công việc chính của mình là một diễn viên xiếc của bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật. Còn Hải Tiên, bạn yêu môn thể thao nào? Dạ thì môn nào em cũng chơi được hết. Bạn chơi môn xiếc chưa? Em nghĩ là em sắp chơi rồi đó. Sắp chơi đó. Bạn Mạnh Khiêm. Bạn không dùng ốp lưng mà dùng điện thoại màu hồng ha. Chị muốn cuộc sống em nó như là một màu hồng vậy. Sở thích của em là màu hồng. Hai người đẹp có thích màu hồng không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Còn Duyên? Em thích đen rồi. Cho mình hỏi hai bạn có đi xe thường xuyên không? Dạ em thì thỉnh thoảng thôi. Nếu mà cùng tần số với mình thì mình sẽ chở miễn phí. Về bán xe hết đi cưng. Mẹ anh có khó không anh? Em là mẫu gái lạ lắm anh. Nấu ăn thì em cũng không biết, làm việc nhà em cũng không làm gì luôn. Không thì hôm nay có mẹ anh ở ngay phim trường. Tìm thấy em người anh yêu. Em thích người hát hay. Sợ anh hát nhiều quá rồi nhiều cô gái vệ tinh xung quanh thì sao? Người ta đừng quên thích anh, quan trọng là anh có thích lại người ta. Chưa? Theo em biết là làm mấy cái động tác dẻo này là con gái làm mà đã khó rồi. Từng động tác nó kêu mà rất là đẹp. Và cái đẹp hơn là body anh đẹp. Body anh đẹp. Body anh đẹp. Hồi nãy đúng mà chúng ta tương tác qua tấm màn che kia thì có cảm thấy bất ngờ khi mà anh xuất hiện không ạ? Có, em bất ngờ nhiều nhất. Em thích Thăng Lộc. Em cũng thích á. Không có lựa chọn. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.